打过很多比赛吗？马上，这级别最大奖金知道？最大的这个小熊维级别最大的奖金拿到最多冠军的牛就是他。几个冠军了？很多了，很多了，七八个了，七八个了啊！抠眼睛啊！过来看看吧，牛抠眼睛。140吧，1400，一千四，对，1400。没有，没有，不拿，不拿，七八次冠军。萌萌，不敌天下，他下跟，不敌天下，下跟牛。就和你那个一样的，就有时候那个牛要打架，对不对？哎，我找过来了。先说，你那个卖没有？啊，没卖没有那个。Rất là nhiều giải, giải thưởng lớn, lớn nhất là 14.000, 14.800.000, một giải nhất 2.6 vạn. Rất còn nhiều, rất là nhiều cờ. Một giải nhất 5 vạn. Giải 3. Rất là nhiều cờ luôn. Đấy, thêm một đông trâu nữa. Cập thật đấy, đây là thức ăn dành cho trâu ở bên Trung Quốc. Toàn cám và cám, cám ngô với cám gạo. Bác này, ở đây em chỉ cho ăn cám ngô với lại cám gạo ấy. Thank you.